Chào tất cả các bạn, hiện nay thì du học Canada đang là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi là việc chính phủ Canada gần đây thì đã chính thức thông qua chương trình Canada Express Study, gọi tắt là CES, thì cho phép sinh viên là du học không cần chứng minh tài chính. Và chương trình này thì được xem như là đã mở toang cánh cửa du học cộng đồng cho du học sinh Việt Nam. Và các bạn cũng lưu ý rằng là chương trình này chỉ được thử nghiệm trong vòng 18 tháng thôi. Nên là nếu như mà bây giờ bạn đang có ý định đi du học Canada thì đừng ngần ngại, hãy nộp hồ sơ ngay từ bây giờ để được tham gia ngay cái chương trình này nhé. Và theo chương trình CES thì khi sinh viên sở hữu giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo được cấp bởi ngân hàng Scotiabank của Canada thì việc chứng minh tài chính được xem như là đã hoàn tất. Với ưu điểm vượt trội này thì chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn cũng như là quý phụ huynh đang cân nhắc việc du học Canada khi mà rào cản về việc chứng minh tài chính là đã được gỡ bỏ rồi. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì Tân Đại Dương chúng tôi cũng nhận rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn xoay quanh về cái vấn đề là du học Canada không cần chứng minh tài chính này. Thì đến với chương trình hôm nay thì chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả các câu hỏi này nhé. Để mở đầu cho cái chương trình này thì mình sẽ trả lời câu hỏi của anh Huỳnh Văn Mẫn. Anh có gửi thư về cho Tân Đại Dương như sau. Chào công ty Tân Đại Dương, tôi tên là Huỳnh Văn Mẫn. Tôi đang tìm hiểu về việc du học Canada vì dự định cho con tôi sau khi mà hoàn thành xong chương trình 12 tại Việt Nam thì sẽ cho đi du học. Vì hiện tại thì tôi nghe nói là Canada đang có chương trình là du học không cần chứng minh tài chính. Vậy điều này là có thật hay không? Và ưu điểm của chương trình này thì như thế nào? Mong chương trình giải đáp cho tôi. Thực tình thì tài chính nhà tôi là không được tốt. Thì giúp anh Mẫn trả lời câu hỏi này ha. Xin chào anh Mẫn. Thì cái chương trình CES, xin visa du học Canada không cần chứng minh tài chính, hay còn gọi là không cần chứng minh nguồn thu nhập, thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến hết tháng 9 năm 2017, nghĩa là nó có cái lộ trình dài khoảng cỡ 18 tháng. Với cái phản hồi tích cực từ chương trình này đến cái thời điểm hiện tại, một số ngành học tại các trường đã gần như là hết chỗ cho hai kỳ nhập học, đó là kỳ nhập học tháng 5 và tháng 9. Điều kiện để tham gia được các chương trình này thì sinh viên muốn xin được thị thực du học thông qua các chương trình CES phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc thành viên các hiệp hội trường cao đẳng đại học tại Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm qua tối thiểu đạt IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây nhất. Xin được giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo của ngân hàng Scotiabank với trị giá là khoảng 10.000 đô la Canada để chi trả cái chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Nộp hồ sơ xin thị thực trong vòng 60 ngày trước cái ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước cái ngày nộp hồ sơ xin thị thực. Về cái ưu điểm của cái chương trình là CES du học không cần chứng minh tài chính tại Canada thì thứ nhất là ưu tiên về việc cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên trong các trường cam kết là sẽ tham gia cái chương trình CES này. Thứ hai là hồ sơ chứng minh tài chính gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Thứ ba là thời gian xét duyệt visa cũng nhanh hơn. Thấy được rõ được cái sự thiết thực từ cái chương trình, nhiều trường uy tín tại Canada đã chủ động đăng ký tham gia cái chương trình CES. Các bạn có thể tham khảo các trường sau đây như là Red River College of Applied Arts, Science and Technology, Vancouver Island University, Niagara College, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, Fleming College, Capilano University và còn rất là nhiều trường khác nữa. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với công ty Tân Đại Dương theo số điện thoại là 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tìm trường và ngành học phù hợp hơn cho tất cả các bạn. Để tiếp theo cái câu hỏi trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đi giải đáp câu hỏi của bạn Lý. Bạn Lý ở Lâm Đồng, bạn có hỏi rằng: em đang học năm nhất chương trình đại học và dự định là khoảng tháng 9 năm 2017 thì em mới đi du học. Và em cũng tìm hiểu về chương trình CES thì chương trình này bắt đầu từ năm 2016 rồi. Chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 18 tháng và em sợ là đến tháng 9 đến tháng 10 năm sau em mới đi thì lúc đó cái chương trình đã hết hạn rồi. Thì không biết là chương trình này có được gia hạn hay không? Và như bây giờ em nộp hồ sơ giữ chỗ cho năm sau thì có được không ạ? Và nộp hồ sơ thì cần những gì để em chuẩn bị? Đây chắc hẳn là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm đây ha. Đúng rồi. Thì đúng như là thông tin mà bạn Lý đã tìm hiểu được ở trên mạng thì cái chương trình này được bắt đầu từ tháng 3 năm 2016 và có hiệu lực trong vòng 18 tháng và sau đó chương trình có thể là sẽ được gia hạn. Tuy nhiên các bạn lưu ý chỉ là có thể thôi chứ không có điều gì là chắc chắn cả. Nên ngay từ bây giờ các bạn hãy nộp hồ sơ vì các trường tại Canada đã bắt đầu nhận hồ sơ đơn nhập học từ rất sớm. Bạn có thể nộp từ bây giờ để cho các khóa của tháng 9 năm sau vẫn được. Thì để
Khi bạn nộp hồ sơ sớm như vậy thì bạn sẽ không có bị bỏ lỡ được cái cơ hội tham gia cái chương trình CES này. Và khi các bạn nộp hồ sơ sớm thì các bạn cũng có được những cái lợi thế như sau, là các bạn có thể lựa chọn được trường ngành theo mong muốn, rồi các bạn có đủ thời gian để tìm hiểu thêm về trường và ngành. Các bạn sẽ được ưu tiên xét duyệt sớm hồ sơ cũng như là nhận thư nhập học có điều kiện. Trong cái trường hợp là sinh viên chưa có điểm IELTS cũng như là chưa có điểm tốt nghiệp thì các bạn cứ nộp hồ sơ đi, trường sẽ cấp cho các bạn một cái thư điều kiện. Rồi họ sẽ đảm bảo cho bạn trước một chỗ nhập học tại các trường, và cái cơ hội xin được học bổng cũng sẽ cao hơn, cái tỷ lệ đậu visa cao hơn. Còn về cái mặt hồ sơ cá nhân thì bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ như sau, là hộ chiếu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân học sinh cũng như là của bố mẹ, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn của bố hoặc mẹ, học bạ cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng điểm trung cấp cao đẳng đại học nếu như mà bạn có, bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đại học, các bằng cấp về ngoại ngữ, tin học, tất cả các giấy khen trong cái thời gian mà bạn đi học khoảng có 3 năm gần đây nhất, cũng như là hình 46 nền trắng và cái khuôn mặt cần phải rõ ràng. Các bạn cần phải xin được một cái tờ lý lịch tư pháp số 2. Ngoài ra còn rất là nhiều các giấy tờ khác nữa, tuy nhiên với những cái ứng viên khác nhau, từng trường hợp khác nhau thì giấy tờ có thể sẽ cụ thể hơn, nên tôi sẽ không có liệt kê ra quá nhiều, sợ các bạn sẽ bị rối về cái phần giấy tờ. Vì đôi lúc với trường hợp của bạn này thì những giấy tờ đó là cần thiết, nhưng với những trường hợp bạn kia giấy tờ đó không thực sự là cần thiết. Và ngoài cái chương trình mà du học Canada không cần chứng minh tài chính thì hiện nay là rất nhiều bạn cũng quan tâm đến cái vấn đề là chính sách định cư cũng như là khuyến khích hỗ trợ học phí cũng như là học bổng phát triển của các tỉnh bang khác nhau. Và trong hệ thống là 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ của Canada thì tỉnh Manitoba đang được xem như là một tỉnh bang đi đầu với nhiều chính sách hấp dẫn trong việc phát triển lực lượng lao động. Thông qua các chương trình giáo dục cũng như là khuyến khích nhập cư thì sinh viên quốc tế có nhiều cái ưu đãi hơn khi mà chọn học tại Manitoba. Đây là nơi bắt đầu cho con đường du học cũng như là định cư của mình. Và mỗi năm thì có đến 15.000 người đến từ khắp nơi trên thế giới đến Manitoba thì để tìm kiếm một cái việc làm cũng như là cái sự nghiệp tương lai cho mình và một môi trường giao tiếp thân thiện với môi trường sống chan hòa cho mọi gia đình. Thì tự hào là tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp là thấp nhất ở Canada thì Manitoba đang dự tính là đến năm 2020 thì sẽ có thêm là 20.000 công việc làm mới, và chưa kể là các công việc cũ mà cần người thay thế do người lao động đã nghỉ hưu hoặc là nghỉ việc. Do đó thì không có gì lạ khi mà chính quyền nơi đây đang đưa ra rất là nhiều chính sách khuyến khích cho sinh viên quốc tế đến đây để học tập. Và chắc hẳn là các bạn cũng đang lo lắng rằng là không biết ở Manitoba thì sẽ có những cái chính sách ưu đãi cũng như là hỗ trợ nào dành cho sinh viên. Và đây cũng là thắc mắc của một bạn nữ giấu tên, bạn có gửi câu hỏi về cho chương trình như sau. Em có dự định đi du học và định cư luôn, em chưa quyết định là sẽ chọn nước nào hết, vì chỉ cần nơi đâu có định cư sau khi tốt nghiệp cũng như là học phí ổn định và phù hợp là em sẽ chọn thôi. Em tìm hiểu về Canada nhưng mà thấy có nhiều chính sách định cư khác nhau quá, phụ thuộc vào từng vùng bang mà em sẽ đến sẽ có những cái yêu cầu là khác nhau. Em thấy chính sách tại bang Manitoba là nổi trội hơn cả, mong công ty hãy cho em biết thêm thông tin cũng như là những chính sách hỗ trợ về bang này đối với du học sinh quốc tế thì như thế nào. Vâng, cái việc định cư sau khi tốt nghiệp quả là có một cái sức hút rất là mạnh mẽ đối với các bạn du học sinh. Tuy nhiên không phải quốc gia nào cũng khuyến khích bạn định cư ở lại, nên việc chọn Canada để thỏa mãn được cái ước muốn của mình thì là một sự lựa chọn đúng đắn, vì đây là quốc gia đang khao khát cái nguồn nhân lực trẻ. Tại đây chính phủ có rất là nhiều những cái ưu đãi hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Cụ thể bạn muốn tìm hiểu về bang Manitoba thì tôi cũng xin chia sẻ một vài thông tin về các chính sách hỗ trợ như sau. Thứ nhất là chính sách miễn hoàn toàn bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế. Thì đây có thể gọi là cái chính sách có giá trị nhất, bảo đảm tốt nhất và an tâm nhất cho những người nước ngoài tại Manitoba, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Tất cả các dịch vụ y tế từ nhỏ đến khám chữa bệnh như là cảm cúm nhức đầu hay lớn hơn như là phẫu thuật đều được chính phủ chi trả. Thì điều này giúp cho sinh viên quốc tế rất là nhiều, vì trong cái thời gian dài học tập và sinh sống sẽ không tránh được những lúc mà cái cơ thể chúng ta nó không có chịu làm việc nữa và nó rất là mệt mỏi, cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Và cái thứ hai là chính sách hỗ trợ học phí tối đa. Học phí của các trường đại học tại Manitoba chỉ bằng 50% học phí của các trường đại học khác. Điển hình là học phí của trường đại học lớn nhất Manitoba là trường đại học Manitoba, trung bình khoảng 14.000 đô la Canada, chỉ bằng 1/2 so với các trường đại học khác như đại học Toronto thì trung bình là 35.000 đô la Canada. Đại học Waterloo trung bình là 22.000 đô la Canada và đại học Western Ontario khoảng cỡ 24.000 đô la Canada. Và cái điều thứ ba là chính sách cái hoàn trả lại 60% học phí, tối đa là có thể lên tới 25.000 đô la Canada, là hoàn lại khoảng gần cỡ 500 triệu Việt Nam đồng.
số tiền thì rất là lớn ha. Thì nếu như sinh viên quốc tế làm việc tại Manitoba, chính quyền tỉnh bang sẽ hoàn lại 60% học phí cho sinh viên thông qua các chương trình là hoàn thuế thu nhập. Tổng số tiền được hoàn thuế là lên tới 25.000 đô la Canada. Học phí chỉ bằng 1/2 so với các trường đại học khác, rồi nay lại được hoàn thêm 60% học phí. Thì thật sự đây chính là một cái chính sách quá sức là hấp dẫn, rất là hấp dẫn luôn. Và cái thứ tư là chính sách cấp giấy phép ở lại làm việc lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp. Là nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi tốt nghiệp, các chương trình cao đẳng đại học hay là sau đại học tại Manitoba, tỉnh bang cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên tới 3 năm. Đây là một thời gian dài nhất trong diện ở lại sau khi tốt nghiệp nếu so sánh các quốc gia có khuyến khích nhập cư với nhau. Và điều thứ năm là chính sách định cư 6 tháng sau tốt nghiệp không cần xét điểm. Nghĩa là chỉ duy nhất sinh viên quốc tế học tập tại Manitoba được chính quyền tỉnh bang đưa ra các chương trình nhập cư đặc biệt ưu tiên này, không cần dựa vào hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh, chỉ xét hồ sơ, là nghĩa là sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu được 6 tháng tại đây, sinh viên quốc tế có quyền nộp hồ sơ theo cái diện này. Và yếu tố thứ bảy là về cái chính sách Express Entry cho phép sinh viên xin PR nhanh chóng mà không cần đợi 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Nghĩa là ngoài cái chương trình Experience Class, có một cách khác để sinh viên quốc tế có thể dễ dàng xin được PR một cách nhanh nhất mà không cần có job offer. Từ tháng 1 năm 2015, Bộ Quốc tịch và Di trú Canada có mở rộng một cái hệ thống điện tử được gọi là Express Entry. Với cái hệ thống này, tất cả các sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp sẽ upload toàn bộ cái hồ sơ của họ lên bất kỳ lúc nào. Chính phủ sẽ dựa vào các kỹ năng, cái kinh nghiệm làm việc, cũng như là cái khả năng về ngôn ngữ, kết quả học tập và những cái kỹ năng khác để đánh giá. Đặc biệt với cái chương trình này thì họ không có giới hạn về cái số lượng người ứng cử và được đánh giá sau một cái khóa học hàng năm. Bất kỳ ai được chấp nhận sẽ được mời lên để nộp đơn xin PR trong vòng khoảng 60 ngày. Cái này thì câu hỏi ngoài lề của câu hỏi mấy bạn một chút xíu, nhưng mà chắc hẳn là nhiều bạn cũng đang quan tâm, đó là ngoài những cái chính sách hỗ trợ như là Lực vừa chia sẻ ở trên thì chưa có thấy đề cập đến cái chính sách định cư tay nghề. Không biết là tại Manitoba có chính sách là định cư tay nghề như những cái bang khác hay không, và nếu có thì điều kiện như thế nào được ha? Về cái chính sách định cư tay nghề thì thực sự là không thể bỏ qua tại bang Manitoba này rồi, bởi vì đây là một bang có rất là nhiều chính sách tốt như là tôi vừa mới chia sẻ ở trên, thì làm sao có thể bỏ qua được cái chính sách định cư tay nghề được, đúng không? Thì cái chương trình định cư theo tay nghề tại tỉnh bang Manitoba được áp dụng cho các đương đơn là người nước ngoài có thân nhân đang hoặc đã từng sinh sống tại Manitoba. Thì để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin định cư Canada theo chương trình định cư diện tay nghề tỉnh bang Manitoba, hay được gọi tên tiếng Anh là skilled worker, thì cái người nộp đơn phải đạt tối thiểu là 60 điểm theo cái thang điểm được tính dựa theo ba yếu tố sau đây. Là thứ nhất là cái khả năng ngôn ngữ, nó chiếm tối đa là 25 điểm rồi. Cái khả năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên cái khả năng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp của đương đơn. Nếu như mà đương đơn có khả năng thông thạo cả hai cái ngoại ngữ Anh và Pháp thì đương đơn sẽ được chọn một cái ngôn ngữ được làm first language. Tổng số điểm cái khả năng ngôn ngữ bằng điểm của first language cộng với điểm second language. Và cái yếu tố thứ hai là về độ tuổi, thì tối đa nó đã chiếm tới 10 điểm. Độ tuổi của đương đơn là phải từ 18 cho tới 49 tuổi, sẽ được tính theo số tuổi khi mà đương đơn nộp hồ sơ. Về cái yếu tố thứ ba là về cái kinh nghiệm làm việc, thì cái điểm tối đa của nó sẽ là 15 điểm. Và điểm kinh nghiệm làm việc sẽ được tính dựa trên số năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong cái khoảng thời gian 5 năm kể từ khi nộp hồ sơ. À, đến bây giờ thì chắc hẳn là nhiều bạn cũng đang thắc mắc rằng là với những cái ưu đãi của Canada như vậy thì mình rất muốn là nộp hồ sơ, nhưng mà băn khoăn không biết là nên chọn trường nào. Vậy thì nhân đây Lừa có thể chia sẻ cho các bạn thông tin một vài trường tại Canada để các bạn có thể là có thêm sự lựa chọn về trường đấy ha. Về cái thông tin của trường thì tôi cũng xin chia sẻ với tất cả các bạn một vài trường tại Manitoba. Thì thứ nhất chúng ta phải kể tới trường Đại học Manitoba đầu tiên. Thì Đại học Manitoba được thành lập vào năm 1877, là trường đại học đầu tiên tại vùng Tây Canada, nằm trong trung tâm thành phố Winnipeg với đội ngũ giáo viên chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và các cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt trong một cái môi trường lý tưởng cùng với các chương trình ngoại khóa và câu lạc bộ vui chơi giải trí. Tại đây bạn sẽ được phát triển các kỹ năng mềm và mở rộng nhận thức và hiểu biết. Đại học Manitoba nổi tiếng về đào tạo các ngành như là kế toán, kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, tâm lý học. Đại học Manitoba là một trong ba trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất tại Canada, được xếp hạng 400 trường đại học lừng danh nhất trên thế giới trong nhiều năm liền, và là trường có các chương trình business thuộc top 5 và kỹ thuật thuộc vào cái top 10 tại Canada.
Trường đại học thứ hai tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là trường đại học Brandon. Trường đại học được thành lập vào năm 1899, nằm tại cái thành phố Brandon, bang Manitoba. Hiện nay học phí ở Brandon được xem là rẻ nhất ở Canada. Trung bình một sinh viên quốc tế chỉ cần chi trả gần 7.000 đô la Canada một năm. Trường đào tạo các ngành về nghệ thuật, này, giáo dục âm nhạc cũng như là nghiên cứu sức khỏe, khoa học và quản trị kinh doanh. Ngoài ra trường còn có chương trình 2+2, nghĩa là 2 năm học tại cái trường cao đẳng và 2 năm học tại trường đại học, cho các ngành học được áp dụng như là quản trị kinh doanh, thiết kế, khoa học, môi trường cũng như là cái ngành địa lý. Và trường thứ ba tôi muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó là trường Red River College. Trường Red River College là trường cao đẳng lớn nhất và toàn diện nhất về các khóa học ứng dụng tại Manitoba. Cái thế mạnh của trường là hơn 32.000 sinh viên nhập học, hơn 110 chương trình toàn thời gian, 8 cơ sở tại Manitoba, chương trình giáo dục thường xuyên và đào tạo từ xa, cơ sở vật chất và trang thiết bị thì rất là hiện đại. Các giảng viên và có chuyên môn nghề nghiệp cao, 96,1% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm và 92,6% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hài lòng với cái bằng cấp mà nhận được. Các lớp tiếng Anh tại Red River khai giảng quanh năm và các lớp khai giảng vào cái ngày thứ hai đầu tiên của mỗi tháng. Có rất là nhiều trường tại Manitoba, tuy nhiên thì tùy theo cái sở thích, sự lựa chọn về ngành cũng như là cái mức học phí mà chúng tôi có thể tư vấn về chọn trường chi tiết hơn dành cho tất cả các bạn. Nên các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Thông tin về các trường Canada thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website visacanada.edu.vn hoặc là liên hệ trực tiếp với Tân Đại Dương ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đình, quận Nhất hoặc là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Thì các bạn sẽ được các tư vấn viên của Tân Đại Dương sẽ tư vấn cho bạn nên chọn trường nào phù hợp, ngành nào phù hợp với tài chính cũng như là cái học lực của bạn. Chương trình giải đáp thông tin du học Canada của Tân Đại Dương đến đây là hết.